Từ năm học này, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tuyển sinh các chương trình thạc sĩ khoa học định hướng nghiên cứu theo hình thức xét tuyển chứ không phải là thi đầu vào. Đây cũng là trường đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho thực hiện việc xét tuyển thạc sĩ. Dù không thi tuyển nhưng mà việc xét tuyển được diễn ra với những yêu cầu nhất định đối với thí sinh để đảm bảo chất lượng. Mỗi năm, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh khoảng 1.450 thạc sĩ với hai định hướng là nghiên cứu và ứng dụng. Trong đó, định hướng nghiên cứu phù hợp với những người học, mong muốn học tập và nghiên cứu, cũng như công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận thấy là việc đào tạo thạc sĩ nghiên cứu phải gắn liền với bộ môn chuyên môn, với phòng thí nghiệm và các định hướng nghiên cứu của giáo viên hướng dẫn hoặc các học viên. Chính vì vậy, việc thay đổi từ thi tuyển với các môn toán, cơ sở ngành và ngoại ngữ bằng xét tuyển sẽ giúp tuyển được những thí sinh chất lượng hơn, ít nhất phải có kết quả học tập đại học từ loại khá trở lên. Người ta phải đáp ứng được yêu cầu ngoại ngữ để khi mà người ta làm nghiên cứu thì có thể là người ta phải tra cứu tài liệu, đọc tài liệu, tìm hiểu tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Và chính vì thế nên cái đáp ứng về yêu cầu ngoại ngữ thì người ta phải đảm bảo được cái chuẩn đầu vào. Và cái thứ ba là khi mà xét tuyển ấy, thì chúng tôi đánh giá được năng lực thông qua cái việc là chúng tôi xét cái hồ sơ, xét cái đề tài nghiên cứu, xét cái nội dung nghiên cứu, xét cái định hướng nghiên cứu. Đấy, và xét được xem là cái trình độ của người học viên như thế nào, ở mức nào thì với đồng ý cho tuyển. Và chính là vì thế nên thật ra là cái việc mà xét tuyển thì nó sẽ nâng cao được trình độ chuyên môn lên rất là nhiều và tuyển được đúng đối tượng. Bởi cái việc là xét tuyển này thì chỉ dành cho những học viên mà học đại học và học thạc sĩ là theo cùng một chương trình đào tạo, theo cùng một ngành đào tạo. Những học viên học trường đại học khác cũng được xét tuyển, nhưng sẽ phải xét kỹ càng hơn từ bảng điểm, chương trình đào tạo cũng như đề án nghiên cứu của thí sinh. Ngoài ra, các thí sinh còn phải trải qua một vòng phỏng vấn với một hội đồng chuyên môn của trường. Việc xét tuyển này chỉ dành cho các ngành kỹ thuật và công nghệ, chứ không áp dụng với tất cả các ngành học. Chương trình học cũng sẽ được thay đổi để sao cho đạt được yêu cầu liên thông giữa đại học và cao học.